Nhiều người từng mắc bệnh nghiêm trọng do nhiễm COVID-19 đang phải đối phó với những ảnh hưởng lâu dài của nó nhiều tháng sau khi xuất viện. Tại Barcelona, Pablo Aguilar, 56 tuổi, là một trong số đó. Ông đã nằm viện 3 tháng, một tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, đã 5 tháng kể từ khi ông xuất viện. Sự thật là tôi rất ngạc nhiên vì tôi nghĩ rằng đến lúc này thì tôi sẽ đi lại tốt hơn. Nhưng ảnh hưởng lâu dài còn lại thật sự rất lớn. Tôi mệt mỏi, cảm thấy sợ hãi khi ra đường một mình. Tôi có một con chó nhỏ, dẫn nó đi bộ, tôi đã thấy là một trọng trách. Tôi không dám làm như vậy. Aguilar là thành viên của nhóm những người sống sót sau COVID-19 tham gia chương trình phục hồi chức năng tại một bệnh viện công ở Barcelona. Các hoạt động bao gồm các bài tập rèn luyện cơ bắp, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và thể dục nhịp điệu. Một người tham gia khác, Eulalia Canela, một bà mẹ hai con làm nghề y tá, 49 tuổi, bị nhiễm bệnh khi chăm sóc bệnh nhân COVID. Bà không phải nhập viện, nhưng bị viêm phổi và nằm liệt giường ở nhà một tháng. Vào mùa hè, bà nghĩ mình đã khỏe hơn, nhưng nhận thấy có các triệu chứng mới như rụng tóc, tê tay và đau cơ. Bà nói không một ngày nào trôi qua mà không bị nhức đầu. Gần đây, các bác sĩ phát hiện phổi của bà không hoạt động bình thường, do đó ảnh hưởng đến thận của bà. Thời gian hoạt động của bạn tự giảm xuống còn 3 hoặc 4 giờ một ngày. Thời gian còn lại, bạn phải ngồi trên ghế sofa, duỗi người hoặc nghỉ ngơi, giờ ăn tối đến. Và bạn phải nói với con mình, con tự làm gì ăn đi, vì mẹ không thể đứng dậy khỏi ghế sofa. Bác sĩ Esther Marco giám sát chương trình phục hồi chức năng mà bà Canela tham gia. Bà cũng bị nhiễm COVID-19 vào mùa xuân, nhưng không giống như bệnh nhân của mình. Bà hồi phục nhanh chóng và hiện đã trở lại làm việc. Chúng tôi có hai nhóm bệnh nhân lớn, những bệnh nhân chưa được đào tạo, như ở phòng ICU chẳng hạn, những người mệt mỏi và bị đau cơ, và có thể cảm thấy như sắp hết hơi, ngay cả khi họ đang nghỉ ngơi. Và nhóm còn lại là những bệnh nhân khó nuốt hoặc khó nói. Bác sĩ Marco ước tính khoảng 15-20% bệnh nhân COVID-19 nhập viện sẽ thật sự cần được phục hồi chức năng. Tây Ban Nha có số ca nhiễm virus corona cao thứ 6 trên thế giới, với hơn 1,5 triệu ca nhiễm kể từ khi bắt đầu đại dịch.